Hello, xin chào bà con cô bác đã trở lại Vlog Thắng miền Tây. Hôm nay thì mình đến nhà cô Thọ 60 tuổi, thì cô sống một bình ơn, hoàn cảnh rất khó khăn. Thì hôm nay mình cũng đi ngang và nghe thấy cảnh rất khó khăn của cô Thọ, thì mình vô hỏi thăm và tìm hiểu hoàn cảnh cô như thế nào, thì để mình giúp đỡ cô. Thì mời cô chú cùng mình vào trong để xem và tìm hiểu nhé. Chào cô. Cô khỏe không cô? Khỏe. Dạ cô ngồi đi, cô ngồi đi. Dạ. Ở cô sống, cô sống ở đây có con cháu gì không cô? Con đứa con mà nó nghèo quá, nó ở bên chồng nó. Dạ. Ở tới 4 đứa con. Rồi cô hàng ngày đó cô làm nghề gì? Người ta chừng nào người ta làm phước lắm, người ta mượn đi làm bông làm gì cho ông Lục tụng kinh. Dạ. Người ta cho nhiêu thì mình xài nhiêu. Dạ. 150 200 tiền người ta cho để đủ xài gì đó. Đi chùa. Dạ, vậy là bà cũng có đi chùa ha. Đi chùa mà tên dạ, người mà đó. Tên. Dạ. Tên gần 4 năm rồi. Rồi con cháu bà được mấy người? Bà có con cháu? Một đứa một gái nữa. Rồi ở đâu rồi bà? Nó ở Minh Thông á, xã Thành Mới á. Có gửi tiền gửi gì về giúp bà không? Mới đi nữa hay lộn nghe nói cấm. Dạ. Cấm mà lệnh Covid không biết làm được không, vậy nó tới 4 đứa con. Dạ. Mới đi nữa á. Đi một tháng, gần tháng rồi. Dạ. Rồi có ai hỗ trợ giúp đỡ mình gì không bà? Thì nói ngay đi, người ta thấy cũng tội nghiệp, người ta nhầm lâu lâu á mới cho ở xã cho gạo. Cho gạo ăn. Cũng ở xã cũng hỗ trợ mình hàng tháng ha, cho gạo. Không đâu, chừng nào có tiền. Có dịp mấy là người ta đem lại cho mình ha. Dạ dạ. Dạ, dạ rồi mình đi lãnh. Có khi người ta lợi chợ tới nhà cho. Dạ. Chị con xin ra sau xem cái ngôi nhà mình nhé con. Dạ. Đi đi, đi coi đi. Dạ. Mình đi theo sau. Dạ, xin phép bà dắt vô để dắt vô cho con biết. Đây cái ngôi nhà của bà thì trọn vẹn có nhiêu quý vị, thì ở bên đây thì cũng che bằng cao su không à, không có cái gì hết. Đây trong buồng cũng không có giạc, không có gì hết trơn, cũng trống trải và đây các thấy bà thấy đáng thương luôn. Thì bà cũng cũng nấu lò củi ha, bà cũng còn chụm củi nè quý vị đó, như chụm củi như vậy đó. Dạ. Rồi bà nấu cơm, ăn cơm sáng chưa? Ăn rồi, mua 100 gram tép ăn một ngày. Dạ, đây bà, nồi cơm bà có bà lớn rồi quý vị, rất nhỏ luôn. Rồi đồ ăn đâu rồi bà? Ní, đồ ăn ní, ní, ní. Dạ. 100 gram tép được được 5 hộp, ăn 2 hộp rưỡi nữa. Ồ, có tép nè, bà ăn tép. Bà ăn tép vậy đó quý vị. Vậy là bà ăn mấy buổi là ăn tép này? 2 buổi, sáng với chiều. Dạ. Ở đồ ăn để cho nhà trước hả? Để nhà kiến dữ lắm, kiến. Nè dạ. ngâm nước nữa nè. Ủa rồi cái này bà sao bà làm nhiều quá vậy? Cái bà này bán hả? Cái này không, chừng nào người ta làm phước nó đem cái này đi. Dạ. Cầm bông cầm gì cho người ta nó. Cái đó bà mua hả bà mua, làm hết? Mua nè, của tôi cũ nè, ba cái này rồi sáng á, sáng nhỏ nãy đó cho tiền mua thêm. Dạ. Thì, nói ngày đi mình ở xóm này người ta làm phước thì người ta mượn mình mời mình đi tiếp. Dạ. Mình cũng có đủ thứ vậy đi, đừng cho khổ nhà người ta. Dạ. Mình làm vậy người ta có cho tiền mình cho không ba? Tùy theo 50, 100, 200 gì. Cái đó cũng như là tùy theo lòng hảo tâm, ai cho bao nhiêu đó, thì mình nhận nhiêu ha. Dạ dạ đúng dạ. Rồi đó. Hỏi sang biết rồi. Vậy vậy thì bữa nay hôm nay thì có cô Xuân Hiền. Yeah. Ở Mỹ thì cũng có cho số tiền con để đi làm những giúp đỡ những mảnh đời khó khăn và người già neo đơn. Yeah. Thì hôm nay thì cũng tình cờ cũng gặp thấy bà rất khổ. Yeah. Thì hôm nay cũng con chích số tiền của cô Xuân Hiền nhé. Yeah, yeah. Để cho bà một số ít để cho bà mua gạo hoặc là mì hoặc là cái gì vật dụng bà cần xài như bột ngọt, muối, mắm rồi đó. Yeah, yeah. Thì con sẽ gửi bà 1 triệu nha. Dạ dạ. Cảm ơn nha. Dạ dạ bà ngồi đi. Hỏi thăm thêm chút đi mới 4 phút. Con cái này nọ. Rồi
Rồi đứa con đó là làm ở đâu bà? Nó mới đi thành phố cỡ một tháng nay nữa. Rồi có về thăm bà? Không, bây giờ cả lệnh Covid nó hết được lại luôn. Dạ. Nếu mà nó ở gần á, ở bên chồng nó thì có khi không khỏe, giấc chiều đi ngủ cho nó dùng cạo gió. Dạ. Sáng gì à, vậy đó. Rồi bây giờ không có đi. Ta muối hay không? Dạ. Rồi bà trong mình bà có bệnh gì không? Nó hơi mệt. Dạ. Bị ăn ít quá, nó không có sức. Dạ. Nữa con cho tiền bà đi mua thuốc ha. Dạ. Ở rồi cái nhà cũng lọt toàn là ấy không nè quý vị ơi, keo su. Keo su không mà mình vô đây mà mình chịu không nổi luôn, nó rất hầm luôn quý vị. Dột có duyên lắm cậu ơi, bên trên này hay trên giặt ngủ rồi trên bếp nó. Vậy là dột ngay hai cái bộ giặt mình nằm đang nằm luôn. Dạ. Chừng nào sáng lên là cuốn vậy đó. Dạ. Người cậu coi không phải mà làm phiền cậu, nói lại mấy lần mà không gặp không có đâu, trời nắng vậy ở không được, đi ngủ nhờ nhà người ta, trời nắng đi, trời mưa cũng đi nó. Dạ. Mưa lớn là bằng ngày đỡ bờ bằng đêm kia mới khổ. Ở đây có ngập nước không bà? Ngập á, thấy cho lệnh láng vậy đó, không phải lệnh tôi ngồi nện đâu. Nó xịn người ta ở gần ta thấy tội nghiệp, lấy bao á mổ rồi lót đường đi. Dạ. Đi viết mới chưa thấy láng vậy đó. Rồi cái nhà này là bà tự cắt hả? Không, ai cắt cho? Cho hồi năm đó bạn 2005 đó. Vậy là cho từ 2005. Dạ. Mà nói ngay đi mình làm hiền á ha, nước cũng nhà nước cho xài á, nước lọc. Dạ. Vậy là cũng nhà nước có cũng hỗ trợ cho mình một phần nào đó ha. Rồi điện cũng cho vô cho. Dạ. Các nhà ơi bằng dương. Ôi du đã ở cả lệnh tùng xong tay hơi nữa. Hay khinh. Đúng 10 phút. Bà có bệnh gì trong mình như bà? Nó không có sức. Hay ta đâu có dám làm gì nặng đâu mà. Nói vậy là bà yếu tim hả? Yếu tim nữa, rồi nói nhiều, còn dạ. Gung. Dạ, nói... vậy nè, bà nói chuyện mà còn mệt nữa đó quý vị. Nói dạ. Gung, không. Còn rồi chăng. Bà gắng ăn bổ dưỡng lên, chứ bà ăn tép đó cũng không có sức khỏe đâu. Như là bà nấu canh hoặc là xương, thịt, đồ hầm, ăn mình ăn có mình ên mà, rồi bà ăn ít mà. Mình hầm vậy đi cho nó có sức khỏe mình lên để làm công quả, cũng như cái này là làm bông hoa này là mình làm công quả đó ha. Đúng rồi. Là tùy hỷ theo cũng như cô chú anh chị em nào muốn cho mình bao nhiêu thì cho. Dạ. Vậy đó. Chị bà sống ở đây cũng được bao lâu rồi bà? Cũng cỡ 20 năm, có hai mấy năm có. Dạ. Hai mấy năm ha. Mấy 30 năm rồi á. Dạ. Lâu rồi. Ôi, nói vậy đi. Nói từ người ta trả đất xâm canh vậy đó. Rồi dạ. Người ta kêu lại ở đây mới người ta trả đất nữa. Lại ở luôn năm 88. Dạ, vậy là đó. Đất này là đất của mình luôn ha. Của dạ. Mình luôn. Mua người ta chia cho một lòng nhà vậy đó. Dạ. Rồi thấy vậy con nói cháu đông, rồi bên chồng thấy đất cũng rộng. Thôi kệ đi ở đặng đi, có nền nhà cái cũng được. Dạ. Kệ mình sống ở mình yên. Rồi rồi ông cụ mất lâu chưa bà? Thôi nhau hồi nhỏ mới được 1 tuổi. Bây giờ nó không, ông cụ kìa, chồng của thì của đó, thôi nhau đó. Dạ. Mà hồi nó 1 tuổi mà bây giờ nó 35 rồi. 35 tuổi rồi. Dạ. Vậy bây giờ nãy giờ con cũng hỏi bà rất nhiều rồi, thì hôm nay con trao số tiền của cô Xuân Hiền cho bà, gửi bà 1 triệu nha. Dạ. Để bà mua thuốc và bà ngồi đi bà. Ừ. Để bà mua thuốc và mua cái gì bà ăn đi nha. Dạ. Để cho có sức khỏe đi. Dạ. Thì một lần nữa thì bà xin cảm ơn cô Xuân Hiền đang sống ở Mỹ đi ạ. Tôi ở đây tên Trà Thị Thọ, người bây giờ cô ở cái Mỹ mà gắng cô Xuân Hiền, cô Xuân Hiền. Hiền á, tôi gửi lời theo mấy cậu mấy chú này cảm ơn cô nha, chúc cho cô được mạnh khỏe. Chẳng bà đó đi. Dạ dạ, thì bà không có nói tiếng Việt gần quý vị, thì hôm nay thì mình cũng thay mặt bà
cũng cảm ơn cô Xuân Hiền và chúc gia đình cô luôn luôn nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công, rồi tiếp tục để giúp những mảnh đời khó khăn khác. Thì một lần nữa chân thành cảm ơn và hẹn video tiếp theo của mình để làm tiếp tục những mảnh đời khác nha quý vị. Chào. Con nay nay mỗi bận một.